Con dao ấy.
Bên kia không rằm mấy người nó có nấu chay không Phượng? Bên kia rằm mấy đứa nó nấu chay à? Nấu chay nữ mặn đó hả? Mình nhiều khi lấy nghĩ mình ở đây mình có hôm qua thôi. Thì cũng trong tuần nữa, thứ hai đó chứ đâu. Thứ hai mà. Hai ba tư là mình được 3 ngày rồi.